Cái này là 2 con 70 triệu, nghe này chưa? Đây 180. Đây 100 triệu. Thôi, thôi. Năm là cái phải không dịch nhiên. Chị vỡ thôi. Em mới bao nhiêu tiền cái đèn này đấy? Cái đèn này khoảng 540. Ôi, 540. Đấy, 540 em chào cái đèn này. Xin chào các bạn nhé. Và ở clip này mình sẽ lại mời các bạn cùng đi tham quan cũng như trải nghiệm những cái tác phẩm độc đáo của làng nghề đồ gốm Bát Tràng các bạn nhé. Vâng, làng nghề đồ gốm Bát Tràng thì cách trung tâm Hà Nội vào khoảng 10 km về phía đông và thuộc huyện Gia Lâm, Hà Nội các bạn nhé. Và theo như tài liệu truyền lại thì vào thời vua Lý rời cố đô Hoa Lư lên mảnh đất Thăng Long thì một số nghệ nhân cao tay trong làng cũng theo nhà vua lên mảnh đất Thăng Long này để lập nghiệp. Vì vậy mà làng nghề đồ gốm cũng đã có tuổi đời tới hàng nghìn năm. Bây giờ thì mình sẽ mời các bạn cùng vào phía bên trong để cùng chiêm ngưỡng những cái tác phẩm độc đáo của bà con các bạn nhé. Và cũng tại khu chợ này thì cũng đã có tới hơn 1.000 tiểu thương kinh doanh các bạn nhé. Đa dạng các mặt hàng rất là phong phú, tha hồ một lựa chọn. Và ngoài những cái mặt hàng bày bán này ra thì còn có những cái đơn đặt hàng theo ý của mình các bạn nhé. Và đây là khu các nghệ nhân làm theo cái đơn đặt hàng của du khách. Tất cả là thủ công. Thank you.
35 triệu cái. Cái này là 2 con 70 triệu, nghe này chưa? Đây 280. Đây 100 triệu. Thôi. Thôi. Là nó phải có trong dịch viên. Cái này 100 triệu. Cái loại này thì rẻ. Đây, nếu mà đèn xăng đây. Em ơi, bao nhiêu tiền cái đèn này đấy? Cái đèn ấy của cháu 540. Ôi, đấy, 540 đấy, đấy, chào cái đèn này đi. Bằng 20 quá. Cái đèn này 80.000 một chiếc. Là tính 160.000 một đôi, 60.000 một đôi. Bữa này đua vẽ vàng. Đấy, vẽ con đấy. Cái hàng này. Và cũng tại đây, ngoài lượng khách trong nước thì còn các khách quốc tế nước ngoài cũng mua bán rất là nhiều các bạn nhé. Đúng là làm nghề đồ gốm quá tuyệt vời. Và mình cũng xin tạm dừng video ở đây. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe cũng như theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.